Quý vị và các bạn thân mến, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài toàn tuyến 17,6 km, có điểm đầu giao với quốc lộ 1A ngay ngã tư Đồng Tâm và đi vào đường tỉnh 870 và có điểm cuối tại đường dẫn cầu Hàm Luông giao với quốc lộ 60 thuộc địa phận của tỉnh Bến Tre. Dự án cầu Rạch Miễu 2 được bà con ở miền Tây rất là trông chờ ngày hoàn thành thông xe để mà bà con đi lại được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Chứ bây giờ bà con vào những ngày cao điểm, những giờ mà coi như là cuối tuần, cuối ngày thường xuyên xảy ra những cái tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe kéo dài trên cầu Rạch Miễu 1 đã quá tải rất là nhiều lần rồi, và lưu lượng xe qua cầu mỗi ngày càng đông hơn, nên là lưu lượng xe đông như vậy thì dẫn đến tình trạng kẹt xe và ùn tắc kéo dài hàng chục km nếu mà ngay cái giờ mà cao điểm kẹt xe rất là vất vả luôn ạ. Trong video hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả quý vị và các bạn thấy được hai trụ chính Diêm Văn B19 và B20. Ở trụ B20 hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công đang hoàn thiện đốt thứ 23 trên tổng 32 đốt, và phía bên dưới thì đang chuẩn bị cho cái quá trình thử tải của dàn đà giáo K0. Còn ở trụ B19 phía bờ xã Bình Đức của Châu Thành, Tiền Giang thì các đơn vị cũng đang tiến hành thi công những đốt thân trụ tiếp theo, và phía bên dưới thì cũng đang lắp đặt cái dàn đà giáo của khối K0 chuẩn bị cho cái quá trình thử tải ha. Còn công tác thi công tại vị trí đường dẫn bờ của Tiền Giang hôm nay như thế nào rồi thì mình sẽ cập nhật chi tiết trong video này. Quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.
Thank you.